Anh Chi xin kính chào quý vị. Hôm nay anh Chi thấy ở trên Facebook đó có những lời kêu gọi và có những bài chia sẻ kinh nghiệm cho các cái chuyến đi cứu trợ. Anh Chi nghĩ rằng đây sẽ là những cái chia sẻ hữu ích để cho quý vị hay bà con mình, những ai mà đang có ý định tham gia, có ý định lên đường để mà giúp bà con miền Bắc đó, thì cũng nên biết những cái điều này để có cái sự chuẩn bị cho nó tốt hơn cho mình lẫn cho người. Đầu tiên là Facebook Dũng Nguyễn Quân. Anh kêu gọi các nhóm thiện nguyện thân mến. Dũng muốn được góp ý đôi điều cho các nhóm thiện nguyện được biết hơn một tí để chuẩn bị lên đường giúp bà con miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão. Nếu mà các bạn đang đi và có dự định đi, thì Dũng thiết nghĩ là các bạn nên mang theo những thứ cần thiết cấp bách ngay lúc này, như là đèn pin này, thuốc tây, máy lửa, tức là hộp quẹt chắc ha, rồi nến, rồi dầu gió Phật Linh, nước lọc sạch, lương khô, đồ dùng trong gia đình, và đặc biệt nhất là tiền để mà giúp bà con khắc phục hậu quả. Vì bà con mất mát nhiều về kinh tế nên rất cần tiền. Và những thứ mà không nên mang nhiều đó, như mì tôm, quần áo, bánh kẹo, v.v. thì đấy là kinh nghiệm của Dũng. Cho nên nếu sự góp ý trên mà không phù hợp với các nhóm thì cũng mong các nhóm thông cảm cho Dũng. Dũng xin chân thành cảm ơn. Kế đó là Facebooker Hải Lê cũng chia sẻ như thế này. Với kinh nghiệm đôi lần đi làm volunteer, có nghĩa là tình nguyện viên, sau thảm họa ở vài nơi, thì Hải rút ra một cái bài học xương máu cho bản thân là nhiệt tâm thôi á cũng chưa có đủ đâu. Có thừa nhiệt huyết nhưng mà thiếu kiến thức thì sẽ chỉ gây phiền toái và lãng phí cho chính mình và cho cả cái nơi mà mình muốn cứu trợ. Thứ nhất, đầu tiên là phải bỏ cái tâm thế đi cứu trợ như một đấng cứu thế đi ban ơn mưa móc đi. Hãy tư duy là mình đi giúp ích, để rồi từ đó mình có cái suy nghĩ cho nó kỹ lưỡng là làm cái gì có ích thực thụ. Còn không chắc về tình hình bản địa thì thôi ở nhà. Bởi vì sự nhiệt tình mà cộng với sự thiếu hiểu biết thì chính là sự phá hoại. Và trong cái bối cảnh thảm họa thì sự phá hoại này nó sẽ bị nhân lên nhiều lần. Khi mà đi tới vùng thảm họa sẽ không có tự lo được cho bản thân nữa kìa. Ngược lại còn đầy người ta lo ngược lại cho mình nữa, làm khổ thêm cho người dân địa phương bị nạn nữa kìa. Cái điều thứ hai là sau thảm họa, nghĩ ngay tới mì gói thì Hải thật lòng xin lỗi, nhưng đây là cái chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Bởi vì lũ ngập tới nóc nhà, không có củi lửa, không có gas, điện, nước, lấy mì gói mà ăn sống một ngày thôi là nó sình bụng, tay chân bủn rủn, hoa mắt, chóng mặt, khát nước. Mì gói hoàn toàn không có hữu ích. Còn các cái loại bánh chưng, bánh tét cũng như vậy đó. Trời mưa mà nóng, nước trôi chầm chỉnh, trời ơi, nấu xong bánh chưng, bánh tét chở tới nơi rồi treo ở đó hai ngày là nó chua lè, cũng đâu có ăn được đâu. Những cái thứ này cực chẳng đã khi không còn lựa chọn nào khác. Cái điều thứ ba cần lưu ý là gì? Dù là mưa bão lũ lụt, động đất, sóng thần gì đi chăng nữa, thì những cái thứ thiết yếu ngay sau thảm họa là cái gì? Là nước sạch để uống, là lương khô có thể ăn liền mà không cần nước sôi, hay cần nhất là đèn pin hoặc là đèn bão để mà chiếu sáng, rồi cục sạc rời, rồi dây sạc, rồi quần áo để chống lạnh hay áo mưa, rồi những cái loại thuốc trị các cái bệnh thời khí không cần kê đơn như là nhức đầu, đau bụng, hay là thuốc dành cho các cái loại bệnh ngoài da. Đại khái như vậy, tùy tình hình có thể cần thêm áo phao hay chăn mền rồi này kia. Đây là cái lúc để sinh tồn, để giữ an toàn cá nhân và giữ liên lạc cho trường hợp khẩn cấp nguy tử. Không rõ là ở Việt Nam có bán mấy cái thanh protein ăn liền hay không. Ăn những cái thanh này thì nó thay cơm được và nó không có bị hư hỏng. Cái điều cần lưu ý thứ tư là trong bối cảnh mưa bão, kế tiếp là lũ lụt, nước chảy ở vùng cao dữ dội, cuốn đá tảng tảng quật xác người tới mức rã xương, xe hơi rớt xuống bị nước lũ cuốn vò thành một cục kim loại. Lực lượng chức năng có máy móc cơ giới tối tân, người ta còn phải thận trọng. Đem mấy cái xuồng bơi lên trên gành thác để làm gì bây giờ? Có ai bơi đi được đâu nào? Những cái ngày đầu sau thảm họa là thời điểm của lực lượng chuyên nghiệp. Dân thường mà không có trang bị thì không nên can thiệp nếu không có được nhờ. Mà đặc biệt là những cái người
từ xa tới nữa, đâu có biết địa lý vùng miền này kia nọ. Rồi cái điểm cần lưu ý thứ năm là sau thảm họa một tuần trở đi á, hoặc là sau cái thời điểm mà lực lượng chức năng xác định rằng là mối nguy hiểm đã giảm bớt rồi á, thì bây giờ người ở xa có thể nghĩ tới cái việc cung cấp nhu yếu phẩm thường ngày, ví dụ như tập vở học sinh, hay là đi tới để khám chữa bệnh, hoặc là đi đến đó để tái thiết đường xá, hay là dọn dẹp chỉnh trang đô thị làng mạc, hoặc là bất cứ những cái gì giúp ích được thì giúp. Đó là chia sẻ của bạn Hải Lê. Kế đó thì ông Thái Hạo ở trên trang Facebook cá nhân cũng chia sẻ thêm rằng trong lúc nguy cấp thì càng phải bình tĩnh, quan sát và theo dõi thông tin lũ lụt kinh hoàng những cái ngày qua từ nhiều kênh. Tôi có thêm mấy suy nghĩ sau đây xin chia sẻ. Thứ nhất là đi cứu trợ, mà nhất là cứu nạn trong thiên tai lũ lụt, không phải cứ biết bơi hoặc cứ mặc áo phao là an toàn đâu nha. Bơi giỏi và có áo phao ở trên người, nhưng mà bị lũ lớn mà cuốn đi thì vẫn thiệt mạng như thường. Không, chỉ cần một cú va đầu vào đá hoặc là bị kẹt chân kẹt tay trong dòng lũ thôi là nguy hiểm đến tính mạng liền. Nước lớn cuồn cuộn, liên tục ập vào mặt vào mũi thì áo phao cũng không có nghĩa lý gì. Cho nên đây là công việc của lực lượng chuyên nghiệp, hay ít nhất là cũng của những cái người đã dày dặn kinh nghiệm. Bà con có thương nhau thì có thể góp tiền góp của, hay là chia sẻ những thông tin hữu ích, kết nối các bên vân vân. Chứ không có nên mà khăn gói đến vùng lũ. Hả? Ốm đau bệnh tật, tai nạn có khi lại còn khổ người khổ mình. Cái điều thứ hai là gì? Phải phân bổ nguồn lực cứu trợ sao cho nó hợp lý và hiệu quả. Mua quá nhiều thức ăn và đồ đoàn, tập trung đến những cái nơi đã dư thừa nhưng mà lại không tiếp cận được những cái nơi đang cần, thì đó chính là cái sự lãng phí và bất cập lớn. Cái điểm thứ ba là bà con mà thương nhau á, thì hãy tiết kiệm tiền bạc và sức khỏe để đến với đồng bào của mình trong việc tái thiết cuộc sống của họ. Đó. Đừng để mà lũ rút thì người cũng rút. Vì á, cái lúc ấy là cái lúc mà người dân vùng lũ sẽ cần hơn hết sự chia sẻ về sức người sức của cả nước. Dọn dẹp sau lũ, dựng lại nhà cửa, mua sắm công cụ, giống má này kia kia nọ. Tất tần tật những việc đó đều phải cần tiền. Cái mà người dân vùng lũ cần nhất lúc này là sự an toàn. Mà cái việc ấy thì như đã nói, phải là lực lượng chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm, thông thuộc địa hình. Một lần nữa tôi mong bạn bè và anh em bà con hãy kìm nén cảm xúc để tiết kiệm tiền bạc và sức lực để có thể đồng hành lâu dài cùng với bà con sau lũ. Anh chị mong là những gì mà ba Facebooker vừa mới chia sẻ ở trên sẽ là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái điều hữu ích với bà con cô bác, với những ai mà đang có ý định chung tay góp sức với đồng bào miền Bắc đang gặp nạn. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết sau.